kịp nói thêm là Sơn Nghi rất thích chơi búp bê đó. Thích lắm lận đó. Sơn Nghi có rất nhiều búp bê và có cả một thế giới búp bê ngay trong phòng của mình. Nhìn Sơn Nghi cứ lầy hoài suốt ngày với những con búp bê chút xíu vậy nè. Bà đã sáng tác cho Sơn Nghi một bài hát nói về búp bê, có tựa đề là Búp bê đi học. Theo lời bà kể thì ngày đầu tiên Sơn Nghi bước vô trường mẫu giáo, Sơn Nghi giống như là một con búp bê đi học vậy đó. Thank you.